Chào các bạn đã quay lại với channel của Chris Nguyễn. Hôm nay mình có một cái video clip nói về cái con trùng quả dưa và con giận cá đang bám ở trên cái đàn cá này. Chúng ta thấy không? Quay như thế này con cá nhìn cũng rất là sung nhưng mà đàn cá này không được đẹp. Toàn bộ con cá đang bị nhiễm cái trùng quả dưa rất nhiều và giận cá nó bám trắng con cá luôn. Và tôi đảm bảo rằng là cái mang con cá đang trắng, những cái chấm trắng rất nhiều. Thì đây là một cái hiện tượng mà khi mà con cá yếu và môi trường thay đổi nó sẽ xảy ra tình trạng này. Phương pháp xử lý thì chúng ta phải tắm vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, tắm liên tục trong 3 ngày. Có thể là bằng hormone môn đồng xung phát, tắm liên tục thì mới hết được. Không là nó sẽ bị ngộp thở. Nó sẽ không thể thở được trong thời điểm nước đứng hoặc là mất cái thời điểm nhiệt độ nước cao. Cái này một cái vấn nạn này, hiện tại những năm nay là nuôi cá nó sẽ bị cái này, tại vì năm nay là El Nino, nước rất là nóng, cho nên là bà con nuôi cá cần chú ý cái điểm này. Hai ngày là chết rất nhiều. Và mình hiện tại là mình ra đây để mình tư vấn cho họ cách xử lý làm sao cho hợp lý. Càng đẻ thì nó sẽ hao rất nhiều. Đó, đơn giản thôi, chúng ta cứ sáng sớm hoặc chiều mát chúng ta sẽ tắm. Còn nếu mà giả sử buổi trưa thì chúng ta nên chia bạt, thì nó sẽ đảm bảo được cái sức khỏe ăn cá một cách hoàn toàn. Sau khi tắm xong ấy, thì cái này chúng ta có thể dùng cái kháng sinh oxy teacylin để chúng ta cho ăn trong vòng 3 ngày luôn. Đây con cá kia, nó là bị chết này. Thở không được à? Rất là nhiều khi không biết ấy, là cái đẻ này là tình trạng hao hụt rất nhiều. Rồi đó, các bạn hãy để ý nha và hãy nhớ chia sẻ những thông tin này cho cộng đồng nuôi cá biển để chúng ta cùng cải thiện vấn đề này. Biết thì nó rất dễ, không biết thì có thể đi cả đàn trong 1-2 ngày tới. Rồi, bye bye, chào các bạn.